Người phụ nữ 22 tuổi đau nhức vùng cổ vai phải, cảm giác tê tay tăng lên khi vận động. Đi khám, chị này bất ngờ được chẩn đoán mắc hội chứng mọc xương sườn tại cổ. Bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết đây là bệnh sườn cổ 7 và khá hiếm gặp. Theo cấu tạo giải phẫu bình thường tại người, có 12 đôi xương sườn lần lượt khớp với đốt sống ngực phía sau, vòng quanh lồng ngực và khớp với xương ức ở phía trước bên, tạo thành khung bảo vệ tim phổi và tham gia vào hoạt động hô hấp. Riêng đốt sống vùng cổ thì không khớp với xương sườn. Trường hợp bệnh nhân do mỏm gai ở bên phải đốt sống thứ 7 quá phát, mọc thêm xương sườn phụ chèn ép vào mạch máu thần kinh, nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn tới thiếu máu, gây đau, teo cơ, liệt tay. Bác sĩ sau đó đã phẫu thuật cắt bỏ khối xương bất thường. Bệnh nhân hiện đã ổn định sức khỏe, không còn biểu hiện chèn ép mạch máu thần kinh, vận động tay phải bình thường.